Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi Outlander, chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi của bên nhà Mitsubishi mà trong cái video ngày hôm nay, thời điểm dịp cuối của tháng 4 năm 2023 này, Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn. Chính sách giá bán khuyến mại vẫn đang duy trì cực mạnh dành cho từng phiên bản của Outlander. Chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh đến với những anh chị, những khách hàng nào chúng ta đã và đang cần tìm một chiếc xe 7 chỗ ngồi giá rẻ thì Outlander tại thời điểm này là một sự lựa chọn rất đáng để mọi người quan tâm. Với Outlander thì hiện tại ở trong cùng phân khúc, trong cùng tầm tiền thì nó đang cạnh tranh với cả Honda CR-V, đang cạnh tranh với cả Hyundai Tucson hay là kể cả Mazda CX-5 luôn. Đang có hai sự lựa chọn dành cho Outlander, một là bản CVT bản thường hay còn gọi là bản tiêu chuẩn, hai là Outlander CVT phiên bản Premium. Tại thời điểm này, khuyến mại đâu đó mỗi phiên bản dao động từ 80 đến gần 100 triệu đồng dành cho quý chị bạn. Có thể nói là mức giá của Outlander chưa bao giờ thấp như tại thời điểm này quý chị các bạn ạ. Và còn chương trình về quà tặng phụ kiện nữa, cụ thể thì hai sự lựa chọn này mình xin cập nhật luôn như sau. Đầu tiên là Mitsubishi Outlander CVT phiên bản thường hay còn gọi là bản tiêu chuẩn, với mức giá limit của xe là 825 triệu đồng. Ngay từ thời điểm đầu tháng, nhà máy đã có hỗ trợ cho bản này là 42 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra nữa thì đại lý tiếp tục hỗ trợ khoảng tầm 40 triệu đồng nữa dành cho quý chị các bạn. Tổng khuyến mại của bản tiêu chuẩn này là 80 triệu đồng. Thời điểm trước thì đâu đó có khoảng tầm 70 triệu, 65 triệu thôi, nhưng bây giờ lên 80 triệu dành cho quý chị các bạn. Vẫn có chương trình về quà tặng phụ kiện nhé, tặng dán kính cách nhiệt, tặng trải sàn da và camera hành trình. Dán kính, trải sàn, cam hành trình là những phụ kiện cực kỳ cơ bản cho cái chiếc xe Outlander này hay bất cứ một chiếc xe nào khác. Vậy thì giá xe còn có 745 triệu đồng cho một phiên bản tiêu chuẩn option, mình nghĩ là option cơ bản là đầy đủ. 745 triệu 7 chỗ ngồi lăn bánh ở tỉnh là 830 triệu, ở Hà Nội lăn bánh là 867 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 851 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 830, Hà Nội là 867 và thành phố Hồ Chí Minh là 851 triệu đồng. Thực ra cái mức giá của một chiếc xe 7 chỗ ngồi 745 triệu này nó còn chạm tới những dòng xe phân khúc cơ B, ví dụ như là chiếc xe Hyundai Creta hay là chiếc xe Kia Seltos luôn rồi quý chị các bạn ạ. Vậy thì nếu mà 7 chỗ ngồi Outlander thì một sự lựa chọn rất là ok tại thời điểm này. Nếu như các bạn có nhu cầu mua trả góp Outlander bản tiêu chuẩn này, ở tỉnh sẽ cần chuẩn bị số tiền tối thiểu nhá là 243 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 280 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 263 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 243, Hà Nội là 280 và thành phố Hồ Chí Minh là 263 với Outlander CVT phiên bản tiêu chuẩn. Về trả góp thì đại lý sẽ hỗ trợ cho khách hàng. Về thủ tục hồ sơ cũng rất là nhanh gọn thôi. Thu thập hồ sơ thì thường mình có thấy nhiều khách hàng hỏi trả góp thì cần cái gì, cơ bản là gần chứng căn cước công dân này và đăng ký kết hôn là xong. Khách hàng mà không có đăng ký kết hôn thì chúng ta sẽ có giấy xác nhận độc thân quý vị các bạn nhé. Số tiền vay tối đa tại thời điểm này làm được là 80% trong thời gian vay tối đa là 8 năm. Các bạn có thể vay 3 năm, vay 5 năm là tùy, vay 30% hay 50% là tùy quý vị các bạn nhé. Đó là Outlander CVT bản tiêu chuẩn, cả trả thẳng cả trả góp. Thế còn phiên bản thứ hai đó là Mitsubishi Outlander phiên bản Premium, phiên bản đầy đủ option hơn, với mức giá niêm yết là 950 triệu đồng. 950 triệu đồng tại thời điểm này, bản này giảm giá trực tiếp được 92 triệu đồng dành cho quý vị các bạn. Giảm 92 triệu, giá bán xe đâu đó còn 858 triệu cho một phiên bản đầy đủ option 7 chỗ ngồi. Bản này riêng nhà máy đã hỗ trợ 48 triệu đồng rồi, đúng không ạ? Đại lý đâu đó hỗ trợ khoảng tầm hơn 30 triệu đồng nữa. Và sau khi trừ đi chương trình khuyến mại của bản Premium lăn bánh ở tỉnh là 955 triệu, Hà Nội là 992 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 975 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 955, Hà Nội là 992 và thành phố Hồ Chí Minh là 975 triệu đồng. Các bạn mà có nhu cầu mua trả góp cái phiên bản Premium này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 275 triệu, Hà Nội tối thiểu là 316 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 295 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 275, Hà Nội là 316 và thành phố Hồ Chí Minh là 295 triệu đồng với Mitsubishi Outlander Premium, phiên bản cao cấp nhất hiện tại của một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Giá bán còn thấp hơn cả chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt hơn 40 triệu đồng quý chị các bạn ạ.
Vậy thì Outlander, nếu chúng ta đang cần tìm một chiếc xe 7 chỗ ngồi thì đây là một chiếc xe rất đáng để mọi người chú ý, quan tâm và tham khảo. Vậy thì nếu anh chị chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử về Outlander thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình này. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc. Miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam để liên tục cập nhật chính sách giá tốt nhất tại thời điểm mà anh chị chúng ta có nhu cầu làm hợp đồng và đặt cọc. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của Top Car VN. Hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.